Đây, bọc khổ vô gì Gucci ha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Con này hiện bán giá là 750 ngàn. Một lít gỡ Gucci đây. Bên hông không có xì nè. À, bên này đây, nó rịn hơi trên cái nắp nạn chứ. Ồ, không sao ha. Trong khi đó là xì nè ha. Tại mấy con áp suất là mạnh dữ lắm. Ok, chấp nhận. Đây, gia băng ha, điện 100V gia băng. Bên hông không có xì nè. Bên hông đó thì nó gịnh gịnh chút xíu ha. Rồi, ok, nguyên zin nguyên bản nha. Điện 100V. Bao zin bao chính cơm. Nè, 1.5 là 1 lít rưỡi nha, 750 ngàn. Sôi sùng sục luôn, dậm tắt à. Ghê à. Áp suất luôn nha. Ồ. Bao zin ron chỉ là không có gách ha. Rồi ngon ngon lành cành đào ha. Bi đàng hoàng đó. Đẹp luôn. Rồi 750k, cái son thì nó hơi xấu tí xíu nha. Lít dữ. Con này rất là hiếm à. Con này em test lại lần hai không được ha, nó sẽ bao lỗi ha. Cái hơi ghê không, đóng không cho luôn ha. Cái giọng vô di Gucci này test lại lần hai nó không cho ha. Cái này là menu gạo trắng, gạo mềm, gạo không do nảy mầm, cháo trắng hay là gạo lứt vậy đó, nấu được hết ha. Cái trên nguyên cái vàng này là gạo trắng, mình bấm này là mình nấu thôi, còn bấm này mình tắt. Nguyên zin nguyên bản đẹp ha. Cái con này tại dính tay nó dơ, nó lem lem á ha, chứ chùi lại ra ha. Tại cái tay mới rửa ướt. Đây, điện 100V, hàng gia băng đàng hoàng. Rồi, khuyến khích cô chú anh chị em nào có nhu cầu gia đình xài nhiều á thì mua con này dùng ha. Con này thì 1,5 lít, đỡ chắc nghĩ được 5 lon á, 5 lon được 15 chén á. À, cái con này dây rút nó bị hư nha. Em sẽ chữa lại coi được không? Rút nó hư rồi. Không ăn rồi. Rồi thôi, 750 ngàn bao ship đi. Cái tội dây rút nó không ăn nha. Rồi. Xong phim, mau nhanh lẹ. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.